Huỳnh Anh lần đầu tiết lộ lý do quyết không quay lại với Hoàng Oanh dù còn yêu mãnh liệt. Hơn một năm sau khi chia tay, mới đây trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông, nam diễn viên Huỳnh Anh gây chú ý khi bất ngờ trải lòng về chuyện tình cảm đã qua với Hoàng Oanh. Huỳnh Anh và Hoàng Oanh từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp và có tình yêu bền nhất Vbiz. 3 năm yêu nhau từ những ngày còn lấp lửng không công khai tình cảm để fan phải đoán già đoán non. Tới những lần tình tứ xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay lên sóng truyền hình, đã có không ít người phải ghen tị với hạnh phúc ngọt ngào mà Huỳnh Anh và Hoàng Oanh cùng nhau trải qua. Nhưng sau đó cặp đôi bất ngờ chia tay sau nhiều năm gắn bó khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Theo Hoàng Oanh tiết lộ trước đó, cả hai có sự khác biệt trong tính cách nên đã cùng nhau ngồi lại để nói lời chia tay trong hòa bình. Dù đã chia tay nhưng họ vẫn là bạn và hỗ trợ nhau hết mình trong công việc. Sau một thời gian bình tâm, Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái và khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên tình mới. Về phía Hoàng Anh, cô vẫn đi về lẻ bóng, tức bực với công việc và kín tiếng trong vấn đề tình cảm. Hơn một năm sau khi chia tay, mới đây trong cuộc trò chuyện trên báo chí, nam diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ trải lòng về chuyện tình cảm đã qua với Hoàng Anh. Huỳnh Anh tiết lộ, vì là người chủ động chia tay nên Hoàng Anh lấy lại cân bằng nhanh hơn anh. Thực ra không phải do tôi lấy lại cân bằng lâu hơn đâu, bởi thời gian sau chia tay, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Mình không thể kiểm soát được tinh thần của mình tốt 100% được. Nếu ai theo dõi tôi sẽ thấy tôi cũng có sự bứt phá những năm qua. Tôi tập trung vào công việc kinh doanh nên không xuất hiện nhiều trong showbiz, Huỳnh Anh bộc bạch. Đồng thời nhắc tới những dòng bình luận mong muốn tái hợp tình cũ, Huỳnh Anh khẳng định anh muốn chủ động cầm trịch cuộc đời mình. Tôi là đàn ông, tôi muốn cầm trịch cuộc đời mình. Tôi không bao giờ muốn một người phụ nữ thích bỏ đi thì bỏ đi, thích quay lại thì quay lại. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh cũng không quên chia sẻ chuyện tình cảm với bạn gái mới Y Vân. Soái ca Hà Thành khẳng định không giấu mối quan hệ với người mới, nhưng chỉ muốn để tình cảm ở chế độ riêng tư. Huỳnh Anh cũng tiết lộ, Y Vân là người ở bên động viên dành niềm tin tuyệt đối trong thời điểm anh tuyệt vọng nhất. Vân biết những người bạn của tôi và biết tôi có quan hệ như thế nào với họ. Chúng tôi chủ động chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, Huỳnh Anh chia sẻ. Được biết, bạn gái mới của Huỳnh Anh đang sinh sống và hoạt động trong lĩnh vực chính trị ở Bỉ. Cô có gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn, không thua kém bất kỳ mỹ nhân showbiz nào. Trước đó, khi chia tay Hoàng Oanh vào giữa năm 2017, Huỳnh Anh tiết lộ đang tìm hiểu một cô gái đang sinh sống tại Bỉ. Anh cho biết cả hai quen nhau được một năm và chính thức gọi nhau là Honey dù chưa gặp gỡ. Vào đầu tháng 8 vừa qua, bạn gái mới Huỳnh Anh đã về Việt Nam và cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.